Pháp-Bồ Đào Nha, cuộc chiến căng thẳng tại tứ kết. 8 cái tên góp mặt tại vòng tứ kết Euro 2024 đã được xác định, với một cặp đấu nhận được rất nhiều sự quan tâm tới từ người hâm mộ là Pháp vs Bồ Đào Nha. Thật tiếc khi nhà vô địch World Cup 2018 và nhà vô địch Euro 2016 phải loại nhau ngay từ vòng đấu tứ kết. Họ là hai đội tuyển rất có duyên nợ trong những năm gần đây, mà đáng kể nhất chính là ở trận đấu cuối cùng tại giải vô địch châu Âu cách đây 8 năm, nơi Bồ Đào Nha đánh bại Pháp để lên ngôi. Điểm chung giữa họ là chưa thể hiện thuyết phục cho tới lúc này. Pháp khởi đầu vòng bảng với một chiến thắng may mắn trước Áo, nhưng hai trận hòa liên tiếp trước Hà Lan và Ba Lan đã khiến cho họ chỉ đứng thứ hai tại bảng D, để rồi rơi vào nhánh đấu tử thần. Tuy nhiên, Les Bleus đang tiến bộ, và đây chính là điều khiến cho mọi đối thủ còn lại phải lo ngại. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã chơi trận cầu hay nhất tại Euro 2024 trước Bỉ tại vòng 1 tháng 8. Dù rằng họ chỉ thắng nhờ pha đá phản lưới nhà của trung vệ Jan Vertonghen, nhưng một điều mà người hâm mộ Pháp nhận thấy là lối chơi của Kylian Mbappe và các đồng đội đã trở lên mạch lạc hơn rất nhiều. Les Bleus kiểm soát rất tốt tuyến giữa để từ đó bóp nghẹt Bỉ, đội cũng có nhiều ngôi sao lớn trong đội hình. Thống kê sau trận cho thấy Pháp vượt trội về thời lượng cầm bóng 56% và số cú sút 19 so với 5. Đây chính là mối lo ngại mà Javi Roberto Martinez, cựu thuyền trưởng của Bỉ, cần phải tìm ra cách hóa giải. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Pháp lúc này là họ thiếu một tiền vệ kiên thiết. Nếu như tại World Cup 2022, Antoine Griezmann đã hoàn thành tốt vai trò này, thì ở Euro 2024, ngôi sao đang thuộc biên chế câu lạc bộ Atletico Madrid xuống phong độ thấy rõ. Rất khó để những N'Golo Kante hay Aurélien Tchouaméni làm thay nhiệm vụ đó, vậy nên Deschamps cần giúp Griezmann sớm tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng có những mối lo của riêng mình. Toàn bộ điểm mạnh và yếu của Seleção châu Âu đã được phơi bày ra ở trận thắng hú vía trước đội tuyển Slovenia ở vòng 1 tháng 8. Họ kiểm soát trận đấu hoàn toàn, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng cuối cùng vẫn phải tới sự xuất sắc của Diogo Costa trên chấm luân lưu thì mới đi tiếp. Hàng thủ của Seleção châu Âu đang có sự chắc chắn cần thiết. Hàng tiền vệ của họ cũng rất ổn với những cái tên như João Palhinha, Vitinha hay Bruno Fernandes, nhưng hàng công thì lại chưa tốt lắm, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo cắm. Cristiano Ronaldo đã được trao rất nhiều cơ hội từ đầu giải với tổng cộng 20 cú sút, nhưng anh chưa một lần thành công. Có lẽ Javi Martinez nên mạnh dạn gạt bỏ người đội trưởng này ra khỏi đội hình xuất phát để đặt niềm tin vào Gonçalo Ramos nhằm tạo nên sức sống mới cho hàng công. Tự chung lại, Pháp vs Bồ Đào Nha được dự đoán là một trận đấu vô cùng căng thẳng. Sức hút của cặp đấu này là vô cùng lớn, và đương nhiên là áp lực đang đè nặng lên vai Didier Deschamps cùng Roberto Martinez. Họ sẽ phải đưa ra những tính toán chiến thuật phù hợp để giúp đội bóng của mình đi tiếp. Manu Diaz vừa có một nước cờ sáng suốt trên TTCN. Đội chủ sân Old Trafford đã có một quyết định thực sự đúng đắn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Manchester United những ngày gần đây đã bắt đầu tăng tốc trên TTCN. Sau khi xác định được tương lai của Head LV Erik Ten Hag và bổ nhiệm thành công Dan Ashworth vào vị trí giám đốc thể thao. Vừa qua, Quỷ Đỏ đã thực hiện một động thái rất đáng chú ý là chuyển sang chiêu mộ Matthijs de Ligt sau khi gặp khó khăn trong thương vụ Jared Brentwood. Và có thể nói, đây là một quyết định toàn đúng đắn. Xét về giá cả, de Ligt hoàn toàn có thể được xem là một lựa chọn hợp lý hơn. Giới truyền thông khẳng định, Bayern Munich hiện đã sẵn sàng bán đi trung vệ này với mức giá rơi vào khoảng 35 triệu bảng, thấp hơn gấp đôi so với những gì Everton đòi hỏi cho Brentwood, 75 triệu. Với việc bị những điều luật tài chính bùa vây và vẫn còn nhiều vị trí khác cần được củng cố, việc tiết kiệm được chi phí nhưng vẫn sở hữu một trung vệ đẳng cấp thực sự là bước đi sáng suốt của đội chủ sân Old Trafford. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu của de Ligt cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Trung vệ người Hà Lan đã từng thi đấu ở các giải đấu hàng châu Âu, bao gồm Eredivisie, Serie A và Bundesliga, đồng thời đã khẳng định đẳng cấp tại Champions League. Trái lại, Brentwood vẫn đang được xem là một tài năng trẻ và mới chỉ trải qua mùa giải đầu tiên chơi bóng cùng đội một của Everton tại Premier League. Hơn hết, De Ligt đã từng làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV Erik Ten Hag tại Ajax Amsterdam. Sự quen thuộc với phong cách và triết lý bóng đá của Ten Hag chắc chắn sẽ giúp ngôi sao này dễ dàng hòa nhập vào đội hình Man United. Sớm được tiếp cận với những phương pháp huấn luyện của Ten Hag, hiển nhiên, De Ligt hiểu rõ yêu cầu và kỳ vọng của người thầy cũ. Điều này có thể giảm thiểu thời gian thích nghi và tối ưu hóa hiệu suất thi đấu của anh ngay từ đầu mùa giải. Sau cùng, việc Bayern đang sẵn sàng bán đi De Ligt tạo điều kiện thuận lợi cho Man United trong việc chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Trái lại, những cuộc đàm phán với Everton có thể kéo dài qua tour du đấu mùa hè của Quỷ Đỏ, làm mất đi cơ hội để Brentwood bước đầu thích nghi với môi trường mới. Trong khi đó, De Ligt có thể sớm gia nhập đội và tham gia vào các buổi tập, từ đó xây dựng sự kết nối và hiểu biết với các đồng đội mới.
Yếu tố này đặc biệt quan trọng để Man United có được khởi đầu mạnh mẽ và ổn định trong mùa tới. Nhìn chung, quyết định chuyển hướng từ Brentway sang De Ligt là hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở. Không chỉ mang lại lợi ích về mặt tài chính mà có nhiều yếu tố cho thấy De Ligt là lựa chọn phù hợp hơn so với tài năng thuộc biên chế Everton. Trên thực tế, De Ligt cũng mới bước sang tuổi 24 và chắc chắn anh sẽ còn có khả năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Cựu hậu vệ Arsenal Cedric Soares thu hút đến 6 đội bóng. Theo Daily Mail, cựu hậu vệ Arsenal Cedric Soares đang thu hút sự quan tâm từ một số đội bóng châu Âu, trong đó có Ajax. Hậu vệ dày dặn kinh nghiệm Cedric Soares vừa đáo hạn hợp đồng với Arsenal và đang cân nhắc một bến đỗ mới. Ajax là một trong những câu lạc bộ quan tâm đến cầu thủ 32 tuổi này, trong khi các đội bóng ở Ligue 1 như Nice và Stade Rennes đang dự tính đề nghị ký hợp đồng với Soares. Các đội ở Ả Rập Saudi đã được thông báo về tình hình của cựu hậu vệ Southampton và hai câu lạc bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiếp cận anh. Soares gia nhập Arsenal từ Southampton vào mùa hè năm 2020 và có 64 lần ra sân cho pháo thủ thành London. Mùa trước, anh gần như không nằm trong kế hoạch của Helvi Mikel Arteta khi có 5 lần ra sân tính trên tất cả các giải đấu. Arteta thích Ben White và Takehiro Tomiyasu Hearns ở vị trí hậu vệ cánh. Cedric cũng trải qua nửa sau mùa giải 2022-23 dưới dạng cho mượn tại câu lạc bộ cũng ở Premier League là Fulham. Tuy nhiên, dấu ấn mà cầu thủ này để lại là khá nhạt nhòa. Xác nhận, Bayern có bước đột phá ở thương vụ Joao Palhinha. Theo chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano, Bayern Munich đang đi đến những bước cuối cùng ở thương vụ Joao Palhinha. Bayern Munich đã đạt bước đột phá ở thương vụ Joao Palhinha. Cụ thể, hùng xám xứ Bavaria chuẩn bị đi đến những chi tiết cuối cùng để hoàn tất thỏa thuận. Tất cả các bên kỳ vọng thương vụ sẽ hoàn thành trong những ngày tới. Về phía Palhinha, tiền vệ người Bồ Đào Nha yêu cầu Fulham cho mình rời đi. Mùa hè năm ngoái, Palhinha từng ở rất gần với Bayern Munich. Đáng tiếc, thương vụ đổ bể vào phút chót. Theo Romano, Bayern Munich duyệt chi 47,4 triệu bảng Anh để sở hữu chữ ký của Palhinha. Giai đoạn đầu, đội bóng nước Đức sẽ trả 43,2 triệu bảng, kèm thêm 4,2 triệu bảng phụ phí khác cho Fulham. Bayern Munich đang rất quyết tâm sở hữu Palhinha sau khi bỏ lỡ thương vụ cách đây một năm. Tiền vệ 28 tuổi hứa hẹn đem đến sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa đội bóng nước Đức. Theo Romano, Palhinha đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Bayern Munich. Ngôi sao 28 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra y tế sau khi làm xong nhiệm vụ trong màu áo Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Nóng, người thừa Lokonga chấp nhận đến Sevilla. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết, tiền vệ Albert Sambi Lokonga đã chấp nhận chuyển đến Sevilla. Albert Sambi Lokonga không còn nằm trong kế hoạch của Arsenal. Mùa trước, anh được cho mượn đến Luton Town. Trước đó, anh đã chơi cho Crystal Palace trong một thời gian ngắn và cả hai nơi này đều không ghi lại dấu ấn đậm nét của tiền vệ người Bỉ. Vào lúc này, Arsenal đã sẵn sàng cho việc chia tay Lokonga. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết thêm, Albert Sambi Lokonga đã chấp nhận Sevilla là điểm đến tiếp theo. Bây giờ cầu thủ đã hoàn toàn bật đèn xanh. Arsenal và Sevilla đàm phán các chi tiết cuối cùng bao gồm điều khoản mua, cách kích hoạt và có khả năng biến nó thành thương vụ mua bắt buộc. Arsenal đã ký hợp đồng với Lokonga với giá khoảng 17,2 triệu bảng từ Anderlecht. Nhưng hiện tại, Arsenal chấp nhận cắt lỗ ở thương vụ này. Ở chiều ngược lại, Mikel Arteta muốn mang về một tiền vệ đa năng để chơi cạnh Declan Rice. Họ đã liên hệ với Martin Zubimendi, nhưng có vẻ cầu thủ này muốn ở lại Real Sociedad. Mikel Merino cũng là một cầu thủ nữa của Sociedad mà Arsenal để mắt.